Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thông tin và đánh giá xe của TopCarVN. Trong video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 7 năm 2021 này, thì TopCarVN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại và mức giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Tucson dịp đầu tháng 7 2021 này. Thì hiện tại Hyundai Tucson chúng ta sẽ có được phân phối tổng cộng tới 4 phiên bản, trong đó thì có 3 phiên bản máy xăng và 1 phiên bản máy dầu, phiên bản 2.0 máy xăng bản tiêu chuẩn, phiên bản 2.0 bản máy xăng bản đặc biệt, phiên bản 1.6 bản turbo và cuối cùng là một phiên bản máy dầu bản đặc biệt bản duy nhất. Hiện tại thì Hyundai Tucson bắt đầu từ đầu của tháng 7 năm 2021 này thì Hyundai Tucson cho cả 4 phiên bản anh chị chúng ta đều được hỗ trợ là 20 triệu đồng đến từ nhà máy và hỗ trợ anh chị bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 kéo dài đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021 này. Vậy thì với những cái chương trình hỗ trợ giá như vậy thì hiện tại Hyundai Tucson mức giá lăn bánh chương trình tổng khuyến mại sẽ như thế nào và bên phía nhà máy, bên phía đại lý sẽ có tổng chương trình khuyến mại như thế nào? Thì đầu tiên em xin phép là cập nhật cho quý anh chị các bạn về phiên bản đầu tiên, đó là Hyundai Tucson phiên bản máy xăng bản tiêu chuẩn với mức giá niêm yết là 799 triệu đồng. Thì với phiên bản máy xăng bản tiêu chuẩn này với chương trình ưu đãi giảm giá trong cái đợt tháng 7 này là cực kỳ nhiều và có thể nói là nó khuyến mại nhiều hơn rất nhiều so với chương trình của tháng 6 vừa qua. Với phiên bản này thì hiện tại anh chị chúng ta được giảm chương trình khuyến mại lên tới 50 triệu đồng. Ngoài ra còn những cái chương trình về quà tặng về tiền mặt, ví dụ như là tặng anh chị về thảm sàn này, bọc vô lăng da này, nước hoa này và thẻ bảo dưỡng dịch vụ dành cho quý chị các bạn trị giá 5 triệu đồng. Với phiên bản tiêu chuẩn này, nếu như trong tháng 7 này anh chị chúng ta lấy xe thì lăn bánh tối thiểu nhá, số tiền tối thiểu mà anh chị chúng ta cần chuẩn bị sẽ là 832 triệu đồng là lăn bánh ở tỉnh, lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 869 triệu đồng và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 852 triệu đồng. Em xin nhắc lại này, bản tiêu chuẩn lăn bánh ở tỉnh là 832, ở Hà Nội là 869 và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 852 triệu đồng là mức giá lăn bánh mới nhất của phiên bản tiêu chuẩn. Còn với phương án mà khách hàng mà chúng ta muốn mua trả góp phiên chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn này, nếu như ở tỉnh anh chị chúng ta sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu để trả góp được là 242 triệu đồng là lăn bánh được rồi. Ở Hà Nội là 278 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 263 triệu đồng là có thể chúng ta đã bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ rồi nhé. Em xin nhắc lại này, ở tỉnh là 242, ở Hà Nội là 278 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 263 triệu đồng là mức tiền cần chuẩn bị tối thiểu để có thể lăn bánh được Hyundai Tucson phiên bản 2.0 bản tiêu chuẩn này. Còn sang cái phiên bản thứ hai mà em muốn cập nhật cho quý chị các bạn, đó chính là phiên bản đặc biệt. Với phiên bản đặc biệt này là phiên bản đủ, đây cũng là phiên bản mà em cũng thấy là rất nhiều những anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn về phiên bản đặc biệt này. Với những cái tính năng trang thiết bị option nó sẽ đầy đủ hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Có thể kể qua ví dụ như là số túi khí của phiên bản đặc biệt, chúng ta sẽ có 6 túi khí, phiên bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ có 2 túi khí. Và với phiên bản đặc biệt anh chị có được trang bị về cruise control tức là cái tính năng ga tự động đấy ạ. Còn phiên bản tiêu chuẩn chúng ta bị cắt đi về cruise control. Ngoài ra thì la răng cũng có cái sự thay đổi một chút. La răng của phiên bản đặc biệt là la răng 18 inch, trong khi phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta sẽ là la răng 17 inch. Đó, trước mắt quý chị các bạn là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn nhé. Đây là mình quay video này là ở phiên bản tiêu chuẩn. Còn với phiên bản đặc biệt thì mình cũng quay nhiều video rồi. Mình cũng chỉ nói qua, nói nhanh lại những cái đặc điểm cơ bản để anh chị chúng ta hình dung khi mà chúng ta lựa chọn về cái phiên bản nào thôi. Với phiên bản đặc biệt là phiên bản đủ hay cũng là động cơ 2.0. Với phiên bản này nếu anh chị chúng ta lấy nhé, thì hiện tại chương trình giảm giá của chúng ta lên tới hơn 50 triệu đồng. Hơn 50 triệu đồng nhé. Ngoài ra anh chị vẫn được tặng những cái chương trình về quà tặng phụ kiện vẫn là đầy đủ như phiên bản tiêu chuẩn. Với phiên bản đặc biệt này, nếu như lăn bánh ở tỉnh, anh chị chúng ta cần chuẩn bị là 920 triệu đồng là có thể lăn bánh ở tỉnh rồi. Lăn bánh Hà Nội là 958 triệu đồng và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 940 triệu đồng với Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt này. Em xin nhắc lại này, ở tỉnh là 920 triệu, ở Hà Nội là 958 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 940 triệu đồng. Đó, còn sang phương án mà anh chị chúng ta muốn mua trả góp phiên bản đặc biệt này, ở tỉnh anh chị chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 260 triệu, ở Hà Nội cần chuẩn bị tối thiểu là 300 triệu và ở Thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị tối thiểu là 285 triệu đồng. Đó, em xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 260 triệu, ở Hà Nội là 300 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 285 triệu đồng là số tiền cần chuẩn bị tối thiểu để anh chị có thể lăn bánh được phiên bản đặc biệt này. Với phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn trong cái dịp tháng 7 này thì tuy là chương trình khuyến mại cũng nhiều, tuy nhiên là về cái vấn đề có một cái vấn đề một chút, đó là về cái số lượng xe giao ấy.
Số lượng xe giao thì thực ra thời điểm này cũng không có nhiều, cho nên là những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang có kế hoạch lấy về dòng xe Vinanh Túc Sơn này, thì em nghĩ anh chị có thể là lên phương án, có thể là đâu đó chúng ta đặt cọc trước và chúng ta sẽ lựa chọn cái màu xe, quan trọng là cái màu xe hợp với anh chị để chúng ta có thể lấy xe một cách nhanh gọn nhất về chiếc xe Hyundai Tucson này. Trên đó cũng là phần cập nhật giá mới nhất của hai phiên bản 2.0, bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Còn đối với phiên bản máy dầu, bản đặc biệt thì hiện tại chương trình giảm giá của Vinh chứ các bạn với phiên bản máy dầu này thực ra thì có thời điểm có xe, có thời điểm không có xe, nên là nếu anh chị chúng ta lựa chọn về phiên bản này, chúng ta cũng nên nhớ rằng các bạn cũng nên hỏi về tình trạng số lượng xe và thời gian xe, thời gian giao xe có đúng và hợp ý của quý chị các bạn hay không. Với phiên bản máy dầu, bản đặc biệt, bản turbo thì cũng tương tự như vậy thôi, nó cũng sẽ tùy thuộc vào thời điểm mà anh chị chúng ta lấy xe sẽ vào rơi vào thời điểm nào để anh chị chúng ta có thể là đưa được ra quyết định lấy xe trong thời điểm nào. Với phiên bản turbo và phiên bản máy dầu thì anh chị vẫn được hỗ trợ thêm là 20 triệu tổng khuyến mại. Ví dụ như phiên bản máy dầu hiện tại thì anh chị chúng ta chỉ cần bỏ ra là 902 triệu đồng là anh chị chúng ta đã có thể lấy xe rồi. Còn với phiên bản turbo thì anh chị chúng ta sẽ bỏ ra là 894 triệu đồng là anh chị có thể lấy xe về hồ sơ về nhà rồi. Còn đăng ký thì sẽ theo tùy từng tỉnh. Còn hiện tại thì trong chương trình trả góp của Vinanh Túc Sơn thì anh chị chúng ta cũng chỉ cần hồ sơ, anh chị chủ tịch chỉ cần trang bị nhé, bao gồm là đăng ký kết hôn này, chứng minh thư này và sổ hộ khẩu. Còn về chứng minh nguồn thu tài chính thì hiện tại bên đại lý sẽ có bộ phận hỗ trợ anh chị một cách nhanh gọn nhất, đảm bảo làm sao rằng anh chị lấy xe nếu mà chúng ta cũng mua trả góp nhé, cũng chỉ duy trì và làm hồ sơ trong đâu đó khoảng tầm từ 2 đến 3 ngày là anh chị hoàn toàn chúng ta đã có thể lấy xe về nhà một cách rất là nhanh gọn rồi. Và giao xe trong cái thời điểm dịch như này cũng sẽ là giao xe tận nhà cho quý các bạn. Và trên đó là phần cập nhật mới nhất của Hyundai Tucson dịp đầu tháng 7 2021 này mà trên Tokavn cập nhật cho quý các bạn. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang lăn tăn về vấn đề gì thì hãy liên hệ trực tiếp với shortline của bên góc trái màn hình này để chúng ta có thể nhận được mức báo giá tốt nhất tại thời điểm anh chị chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất trên Tokavn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau của Tokavn.